Sáng nay nắng quá các bạn ơi. Tụi mình đang đi thả con diều cánh phẳng dáng chính mỹ của mình nha các bạn. Con diều này rất là khó thả luôn, mình đã thử nó 2-3 ngày nay rồi, không có gió nhưng mà mình đem ra mình thử á thì nó rất là khó bay các bạn ơi. Đằng kia chị Dung đang cột dây kìa. Chị Dung quay diều ngang chị Dung. Đó. Bây giờ là tranh thủ đang có gió nha các bạn. Mình sẽ thả con diều trước nha. Đây là cái cuộn dây huyền thoại của mình nè, chị Dung đang cột dây. Bây giờ tụi mình sẽ thả con diều lên. Rồi sau đó coi nó bay thế nào mình cũng quay tiếp cho bạn xem nha, tranh thủ có gió nha. Chút mà hết gió cái là thôi luôn, dẹp luôn á. Chị Dung ơi, xong chưa chị Dung? Rồi, con diều chị Dung xong rồi, đưa lên lần nữa coi để phòng trường hợp đứt dây lưỡi không coi. Bây giờ mình tranh thủ mình thả cái xong mình kéo nó xuống mình quay tiếp cho các bạn xem con diều của mình đã dán như thế nào nha. Hello, hello anh em. Lần đầu tiên mình làm một con diều cánh phẳng, con diều dáng chính mỹ cánh phẳng. Nè, cho các bạn coi cái dáng của nó nè. Cái bụng thì không có lớn đâu các bạn, 2m mà mình để bụng 50 thì đâu có lớn đâu. Với lại hai cái đuôi dái này thì nó cũng là kiểu mà tương đối rồi, nó không có quá nhỏ. Sáng giờ thì mình thả rất là nhiều lần rồi. Cái lần đầu tiên mình đem ra mình thả là cái cánh của nó phẳng hơn nha, nó không phải nó cong lên thế này đâu, là cái cánh nó cực phẳng luôn. Lúc đó là mình thả khó quá cho nên là mình đã quyết định là căng cái cánh nó lên một chút xíu. Cái cánh nó lúc này nè, lúc này là lúc cánh nó căng lên rồi nè, mà thấy không, để mình bỏ con dây này ra cái đã nha. Đấy, đây là cái cánh bình thường mình không có căng lên nè. Rồi mình thấy cái đầu nó còn hơi nhẹ, mình có cột vô đây một viên đá nữa. Mình thử rồi sáng giờ chắc khoảng khoảng mười mấy lần rồi đó các bạn. Thực sự là nó rất là khó bay luôn. Lúc nãy chị Dung thấy nó bay lên được chút ngang cái đụng mới chảnh không? Nha, bay lên chút là lũi xuống à. Biết cái sao không? Đây. Đây các bạn. Thật là may mắn. Đây. Gãy luôn ha anh. Ừ, gãy luôn ngay chân cái chỗ này, là ngay chân chỗ cái đốt của cái tre đó các bạn. Sao mà nó gãy ta? Coi thử coi. Coi thử cái đốt nè. Này là mình dán nha, mình không có khâu nha. Trời ơi trời. Chết tôi luôn rồi. Chết nhiều tôi luôn rồi. Gãy ngang luôn anh. Gãy ngọt sớt luôn. Em thấy lúc nãy mà nó bay lên tự nhiên mình nghe một cái tiếng cái đùng cái lớn lắm các bạn. Nó mà nó gãy ấy, xong rồi cái cánh nó giật là đùng một cái xong nhiều đảo. Là lúc nãy á bay nhiều lần rồi mình mới chỉnh được. Cái lần mà cuối cùng mình thả đây á kéo lên là nó gãy luôn các bạn. Gãy luôn đây nè. Rồi là kinh thiệt chứ. Ừ. Cái che già gì mà nó gãy. Mình gãy chân cái đốt này có mục không ta? Có sâu ăn cái đó không ta? Đây là chỗ đó nó giòn. Các bạn thấy nè. Các bạn thấy cái con diều 2 mét mình vót nang cái này nè, đâu có cứng đâu. Đây nè. Thấy không? Đâu có cứng lắm đâu, mình cảm thấy là không cứng chút nào luôn á nè. Nhưng mà vẫn phải gọi hôm nay là thất bại các bạn. Làm con diều khoảng 3 ngày mới có gió ra thả. Vừa kéo con diều xong, chỉnh xong vô hết trơn á thì con diều nó gặp tai nạn các bạn ơi, nó lủi luôn. Rất là tiếc luôn các bạn ơi. Giờ không biết sao luôn á trời. Thương diều luôn rồi, về chắc làm lại quá. Chắc là lần sau mình rút kinh nghiệm mình vuốt vót cái nang cho nó mềm hơn quá các bạn. Còn cái dáng diều về cái dáng diều á thì nó như thế này nè. Xong rồi các bạn. Xong một con diều của mình rồi. Mà lúc đầu mình nghĩ là con diều cánh phẳng nó cũng dễ thả, nhưng mà không ngờ là con diều cánh phẳng nó khó thả thế này.
mới có làm diều chín mỹ thôi á, dán chín mỹ nha, mà nó đã khó vậy rồi mai mốt làm đại trà không biết khó thế nào nữa. Thực sự hôm nay rất là buồn các bạn, làm con diều mấy ngày mới xong rồi, sáng có gió chạy ra tranh thủ quay cho các bạn xem, nhưng mà các bạn thấy rồi đó, con diều mình nó nhận một cái kết rất là đắng các bạn ơi. Gió thì cũng không có lớn lắm nhưng mà nó gãy luôn cái nang của mình trời, thiệt tình chứ, là một cái đùng cái vậy thì cay thiệt. Giờ biết sao đem về luôn chứ sao vậy hả chị Dung? Giờ mình đem về mình giống nang khác. Ừ, chắc là lần sau có làm diều mấy con diều cánh phẳng thế này nè, mình sẽ giót nang kỹ lại các bạn. Thứ hai nữa là mình sẽ làm cho cái phần dài chỗ này nè nó chắc chắn hơn nha. Cái này là mình thấy nó cũng chắc rồi đó, nhưng mà nó xui cái này nó gãy chân cái đốt. Trời ơi trời, chết tôi luôn. Mà quên nữa, các bạn nhìn con diều của mình á, coi là cái dáng của nó như thế này nè, thì nó đúng dáng chưa nha, để lần sau mình biết mình còn làm nha các bạn. Dáng diều chín mỹ nha, làm như thế này nè, chín mỹ bị gãy cánh ngày đầu tiên đem qua thả, vừa chuẩn bị có nghĩa là mình thử mình tìm cách nào cho con diều mình nó bay được á, thì mình mới vừa tìm được cái cách để cho nó bay ổn ổn chút xíu, thì lên gặp gió nó gãy luôn. Các bạn thấy nó gãy ngọt xớt luôn các bạn ơi, chán thiệt chứ, sợ gãy cái đuôi giái, nó không gãy nó gãy cái con diều, gãy cái cánh. Thì thôi đi, bây giờ về các bạn ơi, dù sao thì con diều mình cũng hư rồi, về mình làm mấy mẫu diều khác nha. Cũng lâu rồi mình không có làm mấy con diều mà theo yêu cầu của mấy bạn á, mấy bạn nhỏ nhỏ mà có muốn mình làm diều thế nào thì để lại bình luận bên dưới mình sẽ làm nha, bây giờ toàn là làm diều quảng cáo bán không à. Thôi bây giờ tụi mình đi về nha các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong con diều lần sau nha. Mình về mình sẽ gỡ cái áo diều này ra để bữa sau mình làm lại con diều nhỏ hơn nha các bạn, mình kiểu mình làm mini để dành chơi thôi. Con diều thì làm dáng rồi khá là đẹp, định là quay lên thả xong quay xuống cho bạn coi con diều, nhưng mà đem xuống thì bạn thấy là nó gãy bạ cánh rồi, gãy như thế này luôn. Rồi bây giờ đi về nha, hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau nha, bye.